Hello anh em nhé, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tải một cái ứng dụng để anh em có thể là treo SIM rao Origin Mobile ở trên điện thoại. Nói chung là chúng ta không cần thiết phải bật cái ứng dụng game lên, và khi mà anh em tải cái ứng dụng này vào anh em chơi ấy, là nó sẽ tự ẩn. Đấy, anh em không cần phải bật máy mà anh em vẫn sử dụng cái điện thoại của anh em như là xem YouTube này, hay là vào Facebook này. Đấy, hay là sử dụng bất kỳ một cái ứng dụng gì ở trên điện thoại của chúng ta vẫn có thể thao tác sử dụng được. Đó là anh em sẽ sử dụng cho mình cái ứng dụng ở đây, đó là UG Phone. Thì anh em sẽ lên CH Play, anh em tải cho mình UG Phone. Đấy. Thì khi mà anh em tải này, đây là cái ứng dụng UG Phone điện thoại đám mây anh em nhé. Thì khi mà anh em tải ứng dụng này về thì chúng ta treo game ấy, thì nó sẽ sử dụng cái đám mây để anh em treo, tức là anh em có thể là sử dụng được để chúng ta ẩn được cái game, và nó sẽ giúp ích anh em chơi nó được máy, những dòng máy anh em yếu ấy, anh em chơi nó sẽ được mượt mà hơn. Đó, thì chơi này thì nó sẽ không bị nóng máy và nóng CPU. Anh em biết là con Shinra Origin Mobile này nó đang rất là nóng máy và nó rất là hao pin. Nên là mình khuyến cáo anh em nếu mà đang xác định chơi ở trên điện thoại thì chúng ta lên tải ngay ứng dụng UG Phone điện thoại đám mây này. Đó, thì khi tải xong thì anh em bắt đầu vào. Thì hiện tại là mình đang treo này. Đấy, thì mình có thể là out ra vào lại như bình thường. Đây là cái ứng dụng của UG Phone. Đó. Thì anh em có thể là out ra vào lại bình thường, anh em lướt Face hay là xem YouTube các thứ thể loại luôn, thì game nó vẫn đang treo cho anh em. Đấy, game nó vẫn đang treo. Thì để cài được đăng ký cái gói như thế nào thì anh em hãy cùng mình nha. Mình sẽ out ra để mình hướng dẫn cho anh em. Đây tôi sẽ out ra này. Đấy, out Cloud Phone ra nhá. Anh em thấy không? Tôi out ra này. Đấy thì nó vẫn có ở trên game của tôi. Thì khi mà anh em tải ấy, thì nó sẽ gồm có bốn cái thiết bị bên dưới. Như là thiết bị này, hướng dẫn anh em sử dụng này. Thứ hai nữa là anh em đặt mua này. Thì ở đây nó sẽ gồm có ba gói. Thứ nhất là gói UVIP này, gói bán chạy để gà VIP này. Thì gói này nó sẽ sở Anh em thứ nhất là Android 10 4 core, 4 GB RAM và 64 GB ổ cứng. Ấy, vị trí máy chủ thì anh em sẽ đặt ở Singapore. Thì cái này nó sẽ đặt ở Singapore nhé anh em. Còn nếu mà anh em sử dụng cái gói VIP GVIP 12 thì cái này nó sẽ chạy là Android 12 4 core, 4 GB RAM, 4 GB RAM và 64 GB ổ cứng. Còn gói này là gói VIP hết này. S VIP Super Zeus này, mình đọc dốt tiếng Anh anh em thông cảm. Thì cái gói này là Android 10 8 core, 16 GB RAM và 200 GB ổ cứng. Vị trí tùy chọn thì Singapore, Hồng Kông. Thì ở đây mình đang đăng ký là cái gói này. Đấy, tôi đang đăng ký là cái gói GVIP này. Đó, thì hiện tại thì đây anh em để ý này, của tôi đây. Thì tôi đang có là cái đơn hàng tôi mới mua này, GVIP 30 ngày. Đó. Số tiền đặt hàng là tôi mất khoảng tầm 8 đô. Đấy, anh em ạ. Thì khi mà tôi treo ấy thì trên điện thoại tôi vẫn có thể làm việc được, và tôi vẫn có thể là lướt Face hay là chơi những cái tựa game khác mà không sử dụng đến UG Phone này, tôi vẫn chơi được bình thường. Anh em lưu ý là con Shin Down Origin Mobile này nó đang rất là lạ, nên là mình khuyến cáo anh em nào mà có điều kiện thêm một chút, nếu mà treo trên điện thoại anh em có thể là sử dụng thêm cái ứng dụng UG Phone này để anh em treo. Đây mình vào lại game như bình thường nhé. Đó anh em thấy không ạ, nó vẫn treo cho mình như bình thường ạ. Đấy, nó vẫn treo cho mình như bình thường luôn, chứ là mình không cần phải kiểu gì hết luôn anh em ạ. Out ra như thế này, out ra chúng ta lướt Face. Đấy, anh em ấn vào lướt Face. Đấy, anh em thấy chưa, lướt Face này, xong rồi anh em vào Facebook này, anh em vào YouTube này. Đấy, anh em hay là anh em vào thêm cả cái game Shin Down ở trên đây luôn, anh em có thể là vào trực tiếp trên đây luôn này. Cái máy này là máy chơi game của mình. Đấy thì đây anh em ấn vào đây này. Đó. Cái gói này anh em có thể là hỗ trợ được cả trên giả lập luôn. Trên giả lập thì anh em cũng ẩn được bình thường. Hoặc là nhưng mà đa phần là cái này thì anh em sẽ sử dụng ở trên điện thoại nó hay hơn. Thì con quái này nó bị lag rồi, mình sẽ chạy qua con quái khác. Vì cái bản Shin Down Origin Mobile này nó hay bị lag quái lắm. Quái thì thả nó bị đứng im ấy, nó không đánh ấy. Nó cứ kiểu như là bị lag quái ấy, anh em ạ. Thì cái này con này của cái con game này nó đang bị gặp tình trạng là như vậy. Đây mình đứng đứng bãi này nó rộng. À, anh em treo này. Nói chung là treo con này thì ở cái ứng dụng này thì anh em sẽ không bị nóng máy vì nó là cái ứng dụng đám mây mà. Đó.
nước phây các thứ thôi. Nói chung là vào chúng ta sẽ đi đi kiểu như là đấy thôi. Đó anh em thấy không? Mình ao ra vào ngoài con game này nó vẫn đánh cho mình. Mình ao ra vào lại con game này nó vẫn đánh cho mình nhá. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây hay mình để như thế này. Để như thế này. Đây mình vào lại. Thì trước khi anh em tải xong ấy thì nó sẽ cung cấp cho anh em một cái game center. Thì anh em sẽ vào cái Google Play này. Anh em tải game ở trên cái ứng dụng này luôn. Sau đó khi anh em tải xong ấy, khi anh em tải xong thì anh em sẽ nó như kiểu là một cái ứng dụng giả lập tiếp theo ấy. Đấy anh em tải xong thì anh em sẽ vào game. Anh em sẽ mở cái game Siro của anh em lên để anh em vào anh em chơi. Đấy. Nó vẫn treo máy cho anh em nhá. Nó vẫn treo máy cho anh em, vừa đấy mình vách cái này ra là không đúng. Đây mình sẽ đánh lại. À, nó bị lag này thì anh em out ra vào lại, out game ra vào lại là được. À, nó vẫn đánh cho anh em bình thường chưa? À, đơn giản thế thôi anh em. Đấy thì cái ứng dụng này anh em nên, nếu mà anh em xác định treo ở trên điện thoại, anh em cắm 24 trên 24 thì anh em nên sử dụng cái ứng dụng này. Nó chỉ có mất 8 đô một tháng thôi. Thì anh em dùng nó sẽ được yên tâm hơn rất là nhiều. Đó là ứng dụng Google Phone, ứng dụng đám mây anh em nhé. Ok, mình xin phép là kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này của mình nhé. Bye anh em.